Thứ hai của nhóm chúng em ngày hôm nay đó là đến đền Tân Lân, ngôi đền thờ cúng tướng quân Trần Thượng Xuyên, người đã có công to lớn trong công cuộc khai phá ra mảnh đất Sa Định Đồng Nai. Tân xưa kia thuộc thôn Tân Lân, huyện Phúc Chính, sinh Trấn Biên, nay là phường Hòa Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Đình tọa lạc giữa vùng dân cư trên đường Nguyễn Văn Trị, mặt tiền hướng ra dòng sông Đồng Nai. Bước vào đây đặt vào mắt ta, đó chính là bằng chứng nhận di tích đình Tân Lân được xếp hạng cấp quốc gia theo quyết định số 457 quy định của Bộ Văn hóa Thông tin, Thể thao và Du lịch ngày 25 tháng 3 năm 1991. Khi xây dựng, nhân dân lấy tên gọi của thôn là Tân Lân xóm mới để đặt cho đình. Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, tên địa phương nhiều lần thay đổi, nhưng tên đình vẫn tồn tại cùng tháng năm. Đây chính là sự nghiệp và tiểu sử của Trần Thượng Xuyên. Đây là bản được dịch ra bằng tiếng Việt. Đọc lên đây, ta có thể biết thêm được tiểu sử cũng như sự nghiệp của danh nhân Trần Thượng Xuyên. Và đây là bản được ghi bằng tiếng Hán. Ta sẽ đến nơi chính điện thờ tướng Trần Thượng Xuyên. Tượng Trần Thượng Xuyên, các bạn có thể nhìn lên quan sát. Ta có thể thấy ông uy nghiêm ngự trên ngai sơn son thép vàng được đặt trang trọng giữa chánh điện. Nơi đây có những hàng cột gỗ lim to, những cặp chim chỉ, loan phượng, bằng đồng đứng trầu, cùng bộ bát vũ cũng bằng đồng đặt thẳng hai bên hàng trước bàn thờ thần, làm tăng thêm sự trang nghiêm. Lịch sử xác định là người có công lớn trong công cuộc khai phá và xây dựng vùng đất Sa Định Đồng. Công đức to lớn của ông được nhân dân ghi tạc, tôn thờ và xem ông như vị thần đã khai sáng vùng đất này. Trần Thượng Xuyên còn là một dũng tướng thao lược của chúa Nguyễn. Ông đã nhiều lần cầm binh đánh dẹp Cao Miên, giữ an bờ cõi, mở rộng biên cương nước Việt. Để tỏ lòng ngưỡng mộ và đền đáp công ơn người đã có công tổ chức khai phá ra mảnh đất Sa Định Biên Hòa, nhân dân ở những nơi này gọi Trần Thượng Xuyên là Đức Ông và đều có lập đền thờ ông. Trong số ấy có đình Tân Lân ở Biên Hòa, nơi thờ chính tướng Trần Thượng Xuyên. Đến với đền Tân Lân, nhóm chúng em đã có cơ hội được tham quan và tìm hiểu nhiều hơn về Trần Thượng Xuyên. Đây chính là bia đá ghi công lao của Trần Thượng Xuyên. Đình Tân Lân là một trong những tour du lịch nổi tiếng của Biên Hòa. Nếu có dịp, các bạn hãy đến và tham quan ngôi đình này nhé.